Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Ngày hôm nay con cũng biết được hoàn cảnh của bà. Nay cũng lớn tuổi, gia đình cũng khó khăn. Nên con đến nơi đây, con chia sẻ một chút yêu thương với hoàn cảnh của bà. Dạ. Bà ơi, bà cho con hỏi bà tên gì dạ? Hồ Thị Minh. Bà nhiêu tuổi rồi? 70, 1951. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Bà ở đây với ai không bà? Với một đứa con. Dạ. Yeah. Bà ở đây với con bạn trai gái không? Trai. Dạ. Yeah. Rồi con bà có ở đây với bà không? Hoàn cảnh gia đình cũng nghèo khổ rồi đó, nó đi làm. Rồi năm 2014 nó bị tai nạn, gãy xương đùi. Nên nó đi bên chỗ 3 lần. Yeah. Đi đâu mà bị tai, con bà bị tai nạn hả? Đi làm công ty. Yeah. Yeah. Mình hết giờ nó hết làm, đi làm bậy bạ ngoài chứ có tập thì là công ty đâu có nhận nữa đâu. Yeah, yeah. Rồi anh, mỗi ngày bà có làm công việc gì kiếm ra tiền không? Xỏ túc là xỏ mành túc. Yeah. Ngày ban đêm thì vô kẽm, ban ngày mất dây. Yeah. Thì có khi ngày được 100 dây được 25 ngàn, còn không mấy thì 50 dây thì mười mấy ngàn. Yeah. 100 dây thì được 25 ngàn. 100 dây chút này ha bà? 28 ống 100 dây được 25 ngàn. Dạ. Kẽm vậy nè. Dạ. Yeah. Cái mình móc cái này ra 28 ống vậy thành một dây. Dạ. Yeah. Một dây vậy nè. Yeah. Là được 25 ngàn. Dạ. Như vậy nè, kẽm như vậy gì sẵn nè, con coi. Như vậy, móc như vậy nè, rồi thấy đường phải móc nó gieo. Tám ống về được 25 ngàn. Dạ. Ống trúc này ta mua về làm cái gì hả bà? Cái này mình mướn cho ta làm mành á. Không thấy đường làm hơi lâu. Vậy từ trên tới dưới, từ nhỏ tới lớn dưới 28 ống về thành dây. 100 dây vậy được 25 ngàn. Cho tao bự xuống đi. Yeah. Dưới hết là cái ống bự như vậy. Kiểu vậy đó. Yeah. Tối thì mình vô cái này. Vô kẽm vậy nè. Vô kẽm thì sao bà? Vô kẽm đó trước hết á hả? Đó, nó vậy nè. Bỏ vô. Yeah. Đây. Rồi mốt mình mới móc thành dây. Yeah. Bây giờ dịch này cũng đâu dám đi bán số dò cẳng gì nữa. Ế rồi ế. Tờ mình đâu có ngàn. Mà ế nhân chục tờ thì mất đi mà mất đi. Cái vô. Cái nào. Có khi bán mất số, rớt cái số mất rồi người ta lộn người ta cho. Mất thằng kia đó lộn chục tờ cho nào. Bà cầm thì sao mà tới rớt hả? Kiểu như mình cũng có tâm sự buồn khổ tâm rồi nó bán nó đứng dậy quên nữa. Thằng đó nó nói hỏi đi kiếm gì, nói đi kiếm coi tao có rớt cái số không, nó vô đây cho lợi tôi lộn tôi bỏ tủ mà cái cho lợi đi bán cái nhà người ta cái dục cái số thì hả, mình đầu rỉ đủ thứ. Yeah. Rồi cái bỏ quên người ta lộn người ta bỏ cắt đó chút mình đợi cái người ta cho lợi mình đi kiếm cái người ta cho chưa. Bà đi bán bà không cầm trên tay hả? Cầm rồi để. Yeah. Vậy này người ta lừa cái số đó. Yeah. Nhiều khi mình không có để lụm ra cái về nhà coi lại, ôi mình bán mấy tờ rồi còn lại mấy tờ, còn lại mất một chục tờ, con nhỏ kia đó tham bỏ túi một chục tờ lỗ mà nó không dám đi bán, đi bộ mà đi bộ vòng vòng quán vậy.
nhé, từ cái cây kẽm đó vô ống ha bà. Cái này mình đi lại chỗ người ta lấy ống chút về hay là người ta đem lại cho bà làm? Để em. Như cái này hết, cái này nè. Chỗ vô dày móc như này. Móc vô thành dây hết, cái này là được 50 ngàn. Hết cái này nè. Hết cả bao quá hả? Hết trong bao này là được 50. Được có 50 hả bà? Mà đủ 200 á, 200 dây thì được 50. Yeah. Mà có 100 mấy chục dây thì người ta tức ra. Yeah. Làm hoàn thành người ta tính tiền dây. Còn này mình làm không hoàn thành thì mình mất tiền. Yeah. Mỗi lần ta đem bao lại cho bà đem nhiều không? Hay là đem bao thôi? Ví dụ như ta có nhiều ở đây, ta đem có nhiều ở đây nè. Dạ. Bên này đem nhiều đó. Rồi cái mình xỏ hết á. Tối mình ráng, mình thức á, mình vô kẽm vậy nè. Cái ban ngày mình thấy đường thì mình móc dây. Rồi thì mình kêu người ta lợi, cái người ta chở cái cọng dây đó về, cái người ta chở này lại cho mình. Chục dây thì mình sẽ được chục dây thì 2.500, được 100 dây thì 25.000. Cái gì ở trong đó bà? Cái gì? Chắc nó gắn ốc hay là gì không? À. Bà bị sao? Đi té đó. Té gãy tay với cái giò. Giờ thằng con thì giờ từ năm 14 tới giờ cũng còn hay đưa cái giò ốc trống không. Mình thấy già rồi thôi, kệ nó còn trẻ mà. Nó còn ngấy thôi, mình già. Là người ta đưa kẽm cho bà luôn hả? Đưa hết. Đưa cho mình hết, mình chỉ bỏ công xỏ thôi. Dạ. Sỏ này ngồi hoài có mỏi lắm không bà? Mỏi nè. Mỏi. Đau, đau lưng nè. Yeah. Cả bao này bà làm mấy ngày không? Hay là trong ngày? Không, chắc 2-3 ngày. Tại vì giờ thì mình sỏ chiếc thì mình phải lựa sỏ hết. Đêm nay đâu có hết ngày đâu. Yeah. Chắc phải đêm mai nữa. Rồi cái ngày mốt cái mình móc. Là một bao vậy làm cũng mấy ngày ha bà? Mấy ngày. Chứ bán cái số thì dễ mà giờ đâu bán được. Bán số đường dịch gà ai mua mà ế mà. Bán. Chứ không phải là tao bắt buộc mình cái này phải xỏ đủ 200 cho người ta không sao. Ví dụ như
cứ 25 ngàn, 25 chục giây, 25 ngàn vậy đó, ở 2,5 ngàn vậy đó. Yeah. Một cái bao là bà làm tới mấy ngày lận á? Tại vì giờ mình sửa sổ cho từ đây tới xế gì mình lựa cái này ra, rồi tối nay mình sổ, rồi ngày sáng mai mình móc một ít, cái tối mai mình sổ nữa. Không vậy? Mắc lựa nữa hả bà? Lựa cái ra nó dơ lắm. Lựa cái gì trong đó bà? Giáp lớn. Giáp không? Dơ. Cái lửa cho cái nhỏ ra. Người ta để lộn xộn vô cho bà hết ha. Người ta hốt bỏ tùm lum ở trong đó hết hả bà? Tùm lum hết. Ống cục này cũng có. Người sớm là tối cái mình xỏ này nè, ví dụ mình xỏ xỏ vậy thì dễ hơn. Cái sáng cái đường cái móc cái này như vậy dễ. Rồi mình phải xỏ kẽm vô rồi mình quấn lại cái đầu này nè. Nè, đó, quấn lại vậy mới móc được cái này nè. Là xỏ kẽm vô để quấn cái này nè. 2-3 công đoạn. Nay đau mai bệnh hổm thì cái gãy giò hổm ở trước thì bị sốt xuất huyết nữa. Cái này mà chắc tiểu đường nhẹ cho nên cái giò mình mới lành. Cao huyết áp chói mặt mới thấy đi mới thấy. Nếu có một điều ước mơ, bà ước mơ điều gì không? Ước là sao mà có số cho nhau. Tiền mua gạo sống qua ngày. Đây nó bỏ đâu ta? Cái đó nó có lò xo hả bà? Không có, kiểm nó có lò xo, kiểm cứng vậy. Sao con thấy bà gút vô đóng nó lại được hả? Thì làm với những kiểu quen á. Cái kiểm cứng. Nè, nó kéo, ráng kéo. Kéo cái đút vô lại hả? Đếm đủ 28 ống hả bà? 27 ống này với cái đầu đó nữa là 28.
ngày là thấy không đều rồi đó. Dạ yeah, bà. Ống lớn cái này, ống này lớn, ống này nhỏ, kệ nó đi, lâu lâu mà. Không đều là không được đâu hả? Được, nó kiểu như mình thấy không đẹp chứ cũng được. Nhưng mà mình lựa ra phải cho đều hả? Cho đều, kiểu như nhỏ trước lớn sau. Dạ yeah, dạ yeah. À. Mình giao cho người ta cũng kiểm tra hả bà? Cũng kiểm, nhưng mà lâu lâu kiểu mình có một hai cộng vậy không sao. Mà con thấy trong đây nó lộn xà bằng hết rồi, mắc lửa ra hả bà? Mình thải ra đây cái mình lựa. Cái nào lớn thì mình thở sau, nhỏ thì thở trước. Dạ. Yeah. Có cục sạn ở trong đây nữa nè. Kiểu như người ta đi quay á. Dạ. Có cục sạn. Ống nào cũng có hết hả? Ống có ống không. Dạ. Yeah. Hàm tám dây chưa bà? À, hàm tám ống chưa? Hàm tám ống. Là bà nói tới 100 giây hả? 100 giây này hả? Trong cộng này là được 25 ngàn. Dạ. Trăm giây mới được 25 ngàn, quý vị ơi. Đời sống bà cũng rất là khó khăn. Nam Mô A Di Đà Phật, đủ duyên lành bằng tình cảm yêu thương. Nay con cũng biết được hoàn cảnh gia đình của bà cũng rất là khó khăn. Mỗi ngày bà làm cái ống trúc này cho làm mướn cho người ta xỏ từng cái ống trúc vô để đem cho người ta làm một cái màn. Trong lúc khó khăn nên con biết được hoàn cảnh của bà, nên con có mang cái món quà yêu thương của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ. Dù ở nơi rất xa nhưng mà vợ chồng cô Dung chú Nghiệp vẫn dành cái tình cảm yêu thương cho bà. Nay sẽ trao tặng cho bà cái số tiền 300 ngàn. Cảm tạ công đức lành của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ rất là nhiều. Nhờ cái công việc thiện lành ngày hôm nay xin hồi hướng công đức lành cho gia đình cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ nhiều bình an, nhiều sức khỏe, làm ăn có lộc có tài, để giúp đỡ bà con nghèo trong lúc khó khăn này. Con xin được trao tặng cái số tiền 300 ngàn cho hoàn cảnh của bà để giúp cho bà có tiền mua gạo ăn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, con trao tặng tiền của cô Dung chú Nghiệp cho bà. Xin cảm ơn vợ chồng cô Dung chú Nghiệp ở bên Mỹ đã giúp cho hoàn cảnh tôi 300 ngàn. Cầu chúc cho vợ chồng cô Dung chú Nghiệp nhiều bình an, nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp rất nhiều. Tặng món quà 300 ngàn này cho bà có cái số tiền mua gạo ăn trong lúc hoàn cảnh cũng rất là khó khăn.